Xin chào các bác trở lại với kênh của Sơn Gia Ban hàng Nhật. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ treo tường phiên bản Disney Time, cũng là một phiên bản hiếm trên thị trường. Các cái phiên bản bình thường xoay mặt của hãng Seiko thì nhiều, tuy nhiên những cái phiên bản mà có trang trí những cái họa tiết là những chú vịt hoặc là những cái nhân vật ở trong phim hoạt hình Disney Time, chuột Mickey thì rất là hiếm. Thế thì em này cũng như những cái em đồng hồ xoay mặt hoặc mở mặt khác, cơ chế của nó rất là đơn giản, đó là gì? Đồng hồ xoay, đồng hồ chạy bình thường và khi kim giờ, khi kim phút chỉ số 12 tức là tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh nhạc. Đồng hồ đánh nhạc thì tất cả các đồng hồ ở thế hệ mới đều được trang bị cảm biến ánh sáng. Tức là buổi tối hoặc là trong phòng không đủ ánh sáng thì lập tức là đồng hồ sẽ không kêu nữa, không đánh nhạc nữa, không phiền đến giấc ngủ cũng như là không phiền đến cái hoạt động của người sử dụng. Thế thì em đồng hồ này âm thanh rất là hay bác nhá. Âm thanh của nó đây nó ghi là hi-fi này. Những em này là những âm thanh rất là hay, tiếng rất là dễ nghe. Kích thước em này thì cũng là một em kích thước lớn. Chiều ngang của nó là 38. Chiều cao là 46 cm. Em này vỏ thực tế, các bác nhìn vỏ em này vào trong bất cứ một không gian nào, từ hiện đại cho đến những cái không gian hơi trẻ trung một tí thì đều phù hợp cả. Vỏ này nhìn thực tế nó là một cái vỏ màu trắng nhưng mà nó lại có vân nhé các bác nhé. Các bác nhìn thấy không? Cái điểm vân nhé. Tất cả những cái đốm này đều được mạ vàng. Nói chung là em này treo rất là đẹp. Ở đây thì trên mặt có đồng hồ ghi rõ đây, nó có hai chế độ A và B. Ở chế độ A là tương ứng với 6 bản nhạc, B là 6 bản nhạc, tức là em này có 12 bản nhạc tất cả. Tròn giờ sẽ luân phiên đánh, các bác muốn nghe 6 bản nào thì chỉ việc chuyển chế độ A, B ở đằng sau máy thì máy sẽ đánh theo những cái bản nhạc được ghi ở trên chế độ A, B đấy. Trên đây thì Shop Sazavan đã giới thiệu cho các bác em đồng hồ Disney Time, một trong những em cũng là phiên bản hiếm trên thị trường. Thế thì các bác muốn biết thêm các thông tin chi tiết thì xin truy cập website hangjapan.vn hoặc cũng có thể truy cập Facebook Sơn Gia Ban Hàng Nhật. Chúng tôi có rất nhiều những cái sản phẩm khác ngoài đồng hồ để phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau.